chào mừng các bạn đã đến với những câu chuyện kỳ bí của Vĩ. Có bao giờ các bạn đi viếng mộ của một ai đó, sau khi trở về nhà, các bạn có cảm giác giống như ai đó đang theo mình? Vậy thật sự linh hồn đó có tồn tại hay không? Tin thì có, không tin thì không. Vĩ tin, còn các bạn thì sao? Nhưng có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao những linh hồn đó lại theo mình mà là không theo những người khác? Phải chăng những linh hồn đó có duyên với mình, hay là còn những lý do nào khác nữa? Muốn biết, mời các bạn theo dõi câu chuyện của Vĩ sau đây. Sao thấy cuộc sống giờ không biết được ngày mai ra sao luôn á. Mới tuần trước ba thằng nhậu ngon lành, mà bây giờ mày yên nghỉ nha Phong. Vậy nè, từ nay nhậu nhẹt, hay tâm sự chuyện còn lại tao với mày. Mà lúc nãy Phong chờ hỏa táng á, tao suy nghĩ được nhiều thứ. Suy nghĩ khi nào vô trong đó hả mày? Thằng tào lao ăn nói bậy bạ. Tao nghĩ á, cuộc sống này thật ngắn ngủi, bao nhiêu tham sân hận rồi cũng đâu còn. Con người sân si tham lam chém giết lẫn nhau để làm cái gì? Rồi ai cũng phải vô đó một lần. Vậy cho nên á, tao với mày phải sống thật vui vẻ. Mày đứng đây làm gì vậy? Mày nhìn kìa, một cô gái xinh đẹp vậy mà chết trẻ, tiếc thiệt đó. Không biết là cô ta có bạn trai gì ha? Không mày, biết mày đâu. Điên hả? Mày nói cái gì vậy? Ở đây mày nói gì vậy? Mày dễ gặp lắm á. Ý ta nói là lúc còn sống kìa. Ai mà nói bây giờ? Tao đi trước đây. Trời ơi, cái thằng gì mà chết nhát dễ sợ. Thank you.
Làm gì mà vui chửi cho mày. Kể cho mày nghe. Nói mày không tin chứ nha. Hôm nay không biết sao tao hên quá trời luôn mày ơi. Nói thiệt ha, chạy mà không có thời gian đi tiểu luôn á. Không có thời gian mua thuốc hút luôn, hết thuốc rồi. Còn điếu thuốc không? Cho điếu coi. Có con nè. Hôm nay không biết sao mà hên quá trời hên luôn mày. Chắc là có người phù hộ mày á. À, thì là thằng Phong á. Sao mày biết nó phù hộ mày? Thì đúng rồi, ngày hôm qua tao với mày đưa nó đi hỏa táng, sao hôm nay á hên quá trời luôn, chạy từ sáng tới giờ. Tao với mày với nó chơi thân với nhau, anh em với nhau phù hộ là đúng rồi, thấy không? Thằng Phong nó phù hộ mày á, mà nó không phù hộ tao. Ờ, tao không biết nữa, đâu mày đi hỏi thử nó coi. Mày điên hả? Tao làm sao nói chuyện với người chết được? Mà bình thường tao thấy mày có tin vào mấy việc này đâu, sao hôm nay mày tin dữ? Thì hên xui thôi, nó mới. Tự nhiên thấy lạnh lạnh người. Nguyên cái áo gió vậy mà lạnh. Mày có thấy hôm nay con đường nó lạ không? Thì có bữa đông, có bữa vắng vậy thôi. Trong cái không khí này có khi gặp với mày. Gặp cái gì? Thì gặp người bạn ấy. Mày nói cái gì không hiểu chứ nhỉ? Gặp người bạn là sao? Cái gì nói thẳng đi. Thì là ma đó. Mày gọi là người bạn để tôn trọng người ta. Mày cẩn thận nha. Đôi khi họ đưa cho mày á là tiền thật, nhưng mà về nhà mày xem á là tiền giả đó. Tiền âm phủ đó. Tiền thiệt mày. Mày làm tao ớn ớn vậy. Mà mày có tin á là mày sẽ gặp không? Cuốc này gần nhà tao, chắc tao chạy xong tao về luôn. Mai gặp nha. Ừ. Alo, chị đặt xe phải không ạ? Dạ, tầm 3 phút nữa em tới nha. Đi trước nha, mai gặp. Phải lên như vậy chứ. Nó bôi cho đó, nó bôi cho bà con thầy, nó bôi cho đó bà con thầy, nó bôi cho đó bà con thầy. Xin lỗi, tôi làm anh giật mình hả? Cô có phải là những người bạn không vậy? Anh nói gì tôi không hiểu. À, không có gì. Cô cần gì? Vậy anh cho tôi đi về nhà bè đi. À, vậy để tôi bấm trên hệ thống nhiêu tiền nha. À, cho nó dễ nha. Để nhìn xe đằng sau, còn anh đang nhìn người ngồi đằng sau á hả? À,
Tại vì bây giờ ban đêm cũng ít xe nên không cần thiết. Tôi sợ cô ngủ gục. Tôi hay lái xe ban đêm nè. Có nhiều người ngủ gục á. Cô mà ngủ gục thì nguy hiểm lắm. Anh nói cũng đúng ha. Anh nói cái tôi cũng thấy buồn ngủ nè. Anh bắt đầu làm tôi thấy sợ rồi đó. Tôi xin lỗi. Mấy bữa nay tôi thiếu ngủ quá. Mình đi tiếp được chưa? Của cô là 73. Tiền nè. Hồi nãy á, anh làm tôi hết hồn. Bây giờ tôi hù lại anh coi như là mình quê. Trả tiền nè. Anh khỏi thôi. Cảm ơn anh đã cho tôi một chuyến đi hải hùng. Khoan. Tôi xin cái nón. Ê, mai mốt mà sợ ma á thì đừng có chạy xe khuya biết chưa. Giỡn không có vui. Mày cẩn thận nha. Đôi khi họ đưa cho mày á là tiền thật, nhưng mà về nhà mày xem á là tiền giả. Tiền ông phụ. Chị ơi, cho gói mang đồ trắng. 25 ngàn. Giỡn mặt hả mày? Giỡn mặt gì chị? Mày chù tao chết thì mày đưa tiền ông phủ tao vậy? Tiền phủ là sao? Em đưa chị tờ 200 ngàn rõ ràng mà. Mày mới đưa tao, tao chưa bước vô trong đó mày thấy không? Em mới chở cái chị kia, chị đưa em 200 ngàn là em chạy là em đưa chị 200 ngàn liền luôn á. Thấy mày cầm cái nón bảo hiểm đứng cười cười có ai đâu. Lừa đảo mày, giờ có trả tiền hay là không? Mấy thằng như mày tao gặp nhiều rồi nha.